Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 8 tháng 4 của bài Việt ngữ đã cho tự do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ân <laughs> xã quốc tế lên tiếng về việc bắt giữ nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh. Một số nhà báo được RSF trao giải ủng hộ Phạm Đăng Trang. Anh sẽ điều nhóm tác chiến và hàng không mẫu hạm tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong năm 2021. Đài Loan triển khai tên lửa ra đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Thưa quý vị, Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International vào ngày 8 tháng 4 ra thông cáo về việc cơ quan chức năng Việt Nam vào ngày 7 tháng 4 tiến hành bắt giữ nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hành tại Hà Nội. Thông cáo báo chí của Ân xá Quốc tế dẫn phát biểu của Phó Giám đốc khu vực Minh Du Hoa rằng việc bắt giữ bà Nguyễn Thúy Hạnh là một nỗ lực trắng trợn có động cơ chính trị nhằm bịt miệng một trong những nhà hoạt động cổ suý cho nhân quyền được kính trọng nhất tại Việt Nam. Theo ân xá quốc tế, bà Hạnh là một nhà hoạt động truyền cảm hứng do hoạt động không ngừng nghỉ để giúp đỡ những tù nhân lương tâm bị kết án bất công ở Việt Nam. Dù bị sách nhiễu, bà Hạnh vẫn kiên định với công cuộc này. Ân xá quốc tế kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay và vô điều kiện cho bà Nguyễn Thúy Hạnh. Truyền thông Việt Nam vào tối ngày 7 tháng 4 loan tin nói bà Hạnh bị bắt vì phát tán tài liệu chống nhà nước. Một số phóng viên từng nhận giải thưởng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới Reporters Sans Frontières kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay cho nhà báo độc lập Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bị cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ đến nay đã 6 tháng. Thông cáo báo chí của Reporter Sans Frontières phát đi ngày 7 tháng 4 nhắc lại việc nhà báo Phạm Đoan Trang bị cảnh sát mặc thường phục bắt đi vào tối ngày 6 tháng 10 năm 2020. Từ đó đến nay đã tròn 6 tháng nhưng không có tin tức gì về cô. Bản thân Phạm Đoan Trang không được tiếp xúc với luật sư và gia đình nếu bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, cô phải đối diện với mức án 20 năm tù giam. Những người từng được giải thưởng của tổ chức phóng viên không biên giới bày tỏ quan điểm cá nhân của họ trong một video clip về trường hợp cô Phạm Đoan Trang. Nhà báo Ba Lan Thomas Piatek nhận giải của tổ chức phóng viên không biên giới RSf hồi năm 2017 sử dụng chương trình trên mạng của bản thân có tên coming to the truth đến với sự thật đưa ra kêu gọi đối với các lãnh đạo việt nam là nếu muốn cho thế giới thấy họ là những nhà chính trị những lãnh đạo của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thì phải ngưng ngay biện pháp sách nhiễu công dân và cho người dân quyền nói lên sự thật nhà báo ấn độ swati shatuvedi Người nhận được giải thưởng can đảm của tổ chức phóng viên không biên giới hội 2018 phát biểu rằng RSF đại diện cho công cuộc đấu tranh của những nhà báo đang bị cầm tù, hãy lên tiếng và giúp đỡ cho đồng nghiệp Phạm Đoan Trang đang bị giam tù ở Việt Nam. Nhà báo và cũng là nhà làm phim tài liệu người thổ nhĩ kỳ khan duanda được giải thưởng của RSF năm 2016. Nhắc lại lần trao giải năm 2019 khi Phạm Đoan Trang được giải tác động. Khi đó, Phạm Đoan Trang không được đến nhận giải, nhưng theo nhà báo Kandunda thì thông điệp mạnh mẽ từ trường hợp Phạm Đoan Trang là niềm hy vọng giải thưởng khích lệ các nhà báo khác tại Việt Nam kiên định hơn trong công cuộc theo đuổi sự thật, công lý, nhân quyền. Nhà báo Philippines Espina Varona được giải thưởng độc lập của RSF năm 2018 cho rằng phạm đoan trang bị cáo buộc phát tán tài liệu chống nhà nước tuy nhiên trách nhiệm của mỗi nhà báo là phê phán và khi cần thiết phản đối những chính sách cũng như hành động phương hại đến sự an nguy và quyền của con người ông daniel basta trưởng văn phòng châu á thái bình dương của rsf phát biểu sự gia tăng đoàn kết với phạm đoan trang cho cơ quan chức năng Việt Nam thấy rằng cả thế giới đang theo dõi họ và rằng một nhà báo mà chính quyền không ưa không thể nào bị bỏ tù để trừng phạt. Hải quân Hoàng gia Anh sẽ điều nhóm tàu tác chiến và hàng không mẫu hạm dẫn dắt bởi tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương vào cuối năm nay. Đây là thông báo được ngoại trưởng Anh Dominic Raab đưa ra trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi tại Jakarta hôm 7 tháng 4. Tuyên bố của Ngoại trưởng Anh được đưa ra vào khi đang có những căng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Ngoại trưởng Anh nói rằng Anh và Indonesia dù ở những phần khác nhau trên thế giới, nhưng cả hai đều là những cường quốc biển với các lợi ích lớn trên biển. Hai nước đều có lợi ích trong việc đảm bảo việc tôn trọng công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trong khi đó, theo trang tin quân sự Jane, Indonesia vừa bắt đầu khởi công xây dựng căn cứ tàu ngầm ở Biển Đông hôm 5 tháng 4. Đô đốc Yudo Magono, tư lệnh Hải quân Indonesia, là người đặt viên đá nền, mang tính biểu tượng tại lễ khởi công ở Pulau Natuna Pesa, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Natuna do Indonesia kiểm soát. Đài Loan đã triển khai 292 quả tên lửa chống giáp. Castro ra quần đảo Đông Sa và đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất do Đài Loan kiểm soát ở quần đảo Trường Sa. Thông tin này được đưa ra vào khi có những căng thẳng trong quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc. Đài Loan thời gian gần đây đã lên tiếng tố cáo Bắc Kinh điều máy bay xâm nhập gần như hàng ngày vào khu vực nhận dạng phòng không gần quần đảo Đông Sa của Đài Loan. Trung Quốc mới đây cho biết tàu sân bay của nước này cũng đang tập trận gần đảo Đài Loan. Kể từ năm 2000, Cục Cảnh sát Biển Đài Loan đã được giao nhiệm vụ bảo vệ Đông Sa và Ba Bình. Hiện có khoảng hơn 200 nhân viên Cảnh sát Biển Đài Loan đang đóng quân tại một trong hai đảo này. Với việc căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, Đài Loan không chỉ triển khai thủy quân lục chiến ra Đông Sa mà còn tìm cách tăng cường hỏa lực tại các đảo này. Trích thông tin từ một tài liệu của Hội đồng các vấn đề trên biển của Đài Loan cho biết, Cảnh sát biển Đài Loan đã triển khai 168 tên lửa Castro ra Đông Sa và 124 quả khác ra Ba Bình. Các tên lửa này có mục đích phòng vệ và có thể sử dụng trong các hoạt động chống đổ bộ. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp hôm 7 tháng 4 phát biểu trước báo giới rằng nước này sẵn sàng chiến tranh và chiến đấu đến cùng nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo. Việt Nam tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sau khi các thương hiệu quốc tế tại Việt Nam đăng trên trang web bản đồ Biển Đông có đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra trên biển. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định điều đó tại buổi họp báo diễn ra ở Hà Nội vào ngày 8 tháng 4 và được hãng tin Bloomberg cùng truyền thông nhà nước Việt Nam loan cùng ngày. Theo Bloomberg, bà Hằng trả lời các câu hỏi của phóng viên về việc sử dụng bản đồ trên các trang web của các công ty như Hennet and Browrich AB -2 tuyên bố hơn 80% vùng biển là lãnh thổ của Trung Quốc hoặc những rắc rối của H&M ở châu Á liên quan đến bản đồ khu vực nhạy cảm rằng các công ty đang hoạt động tại Việt Nam phải tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc với các quy định luật pháp của Việt Nam. Bất cứ hình thức truyền thông và quảng bá nội dung mà đi ngược lại lịch sử luật pháp quốc tế đều vô giá trị và không thể thay đổi sự thật rằng Việt Nam có chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bà Hằng cũng nhắc thêm, Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ đã cho tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.